Chú bán mứt dừa hả? Dạ, bán dạo ạ. Bán dạo hả? Cái này chú làm hay là... Dạ, tôi làm ạ. Ủa, chú làm luôn? Chú dạ. Người ở đâu? Ở đây. Ở đây nhưng mà giờ ở về... Cũng như là về... Quê chú đâu mà thấy để là lỡ đường á chú? Dạ, nhà thì ở Cà Mau. À. Nhà thì ở Cà Mau nhưng mà quê thì ở dòng Lương Hòa, dòng Cơm Bến Tre. À. Thành ra... về đây cái mình mua mất dừa mình bán mà nó ế quá trời luôn. Dạ. Đi mà nó Bình Dương á đi về cũng bán trọng mất. Dạ. Rồi về Lương Hòa mua dừa bán không lại 3-4 bữa bán không có được gì hết. Dạ. Thôi giờ thì đi về Cà Mau à. À lên giờ bán là cái phải lên Tây Nguyên hoài luôn. Dạ 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 dạ. À, chú xin mứt dừa luôn. Đúng rồi, cái này ở dân Bến Tre thì ai cũng biết. Ủa mà sao chú không ở nhà ở Cà Mau mà không ở Cà Mau mà lên đây? Không, dạ, đi vô Cà Mau ở trọng á, ông cha ở trọng á. Bây giờ về mình về ở đây là quê mẹ. Quê mẹ. Quê mẹ tôi. Đổ. Mẹ tôi là Lê Thị Cẩm. À. Lê Cẩm là ở ấp Hòa Thịnh, xã Lương Hòa, huyện Dùng Trôm, tỉnh Bến Tre. Dạ. Chú hôm nay nhiêu tuổi chú? Dạ. Thằng Thịnh phải còn ngắn cái chú micro nha, giới thiệu cho khán giả, cái gì khán giả nghe chú rõ, rồi, khán giả ở đây ủng hộ. Không dám đâu, tôi bán mất mà, không dám đâu ạ. À. Dạ, chỉ là nhưng mà chú năm nay nhiêu tuổi? Sinh 1959. Ồ, 59, rồi vậy là chú lớn hơn, anh lớn hơn em 10 tuổi, em dạ, sinh dạ. Em sinh 69. Dạ. Nãy đi trên đường đi về Sài Gòn đó thì anh thấy anh đứng hát hay dừng lại. Dạ. Mà nãy thấy anh hát bài Huế nữa. Đúng rồi. Ủa anh có duyên gì với Huế không? Không, là mình bởi vì mình là người dân Bến Tre mà dân miền Nam mà. Dạ. Mình có ca bạn Huế á tặng cho những người Huế họ thương cái người Bến Tre mình. À. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì anh là nhà định cư là bên Cà Mau. Vâng. Rồi qua đây lên đây làm. Nhà ở Cà Mau nhưng mà thiệt sợ là cái nguồn gốc là ở đây. Dạ, ở đây. Nhưng mà ở đây anh còn nhà ở đây không? Không, tới giờ mới đi về Cà Mau rồi đó. À tức lên đây tính là buông lên làm cái mứt dừa bán kiếm tiền. Đó mình à, cuối cùng bán không được nên thôi giờ bán không có được thì dạ nên bây giờ là đi tính về. Đi về Cà Mau luôn. Vâng ạ. Đi đem theo 2 triệu. Em lên đây xả trời. Bây giờ hết tiền rồi, bây giờ sợ quá, bây giờ về Cà Mau xin tiền về Cà Mau luôn. Bây giờ anh tức là giờ anh chỉ cần 2 triệu là anh về Cà Mau. Đúng rồi. À, nhưng mà đâu nhưng mà anh bán hết nhiêu đây dừa sao đủ 2 triệu? Đủ 2 triệu. Không đủ. Bởi vậy. Không còn tôi còn mấy chục ngàn nhưng mà tôi đi tới đâu thì tôi sẽ mua kẹo dừa Thanh Long á. À. Là cứ bán xong nếu có tiền là cuốn chiếu là bỏ giờ. Nhưng dạ, mà vậy là không dạ, bán. Phải là về cái giàm cạch cuôi à. Khánh Bình Đông. Dạ. Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bình Hải. Dạ. Dạ, tỉnh Cà Mau chứ không phải tỉnh Bình Hải. Ồ. Mà mua mất dừa không? Dạ, gạch cui á, hơi xa nha. Dạ. Rồi anh đi bằng gì, tính đi xe này luôn hả? Đúng rồi, à, có gì đi nãy. Đây, cái này có bị sốt không nè? Dạ, không sốt đâu rồi. Thì anh có đây nhiêu đây em mua anh, bán em mua không anh? Sớm cũng bán nhiều lắm rồi. À, bán nhiều hả? Dạ. Ngày anh bán, dạ. Bình thường anh đâu có đứng đây đúng không? Không, anh chạy dạo vậy thôi. Mới đi ngang đây lần đầu tiên à. Dạ. Thôi, hai người mua hết. Dạ, mua 3 bịch hết. Dạ thôi mua hết luôn nhanh luôn. Còn anh chú còn anh tâm không? Dạ hết rồi. Mua là 5 bịch á. Dạ còn nhiêu mua hết đi rồi 5-6 bịch gì đó. Dạ còn nhiều lắm. Về Bến Tre mua mứt dừa Bến Tre. Mua 5 bịch hát 5 bài. Hát 5 bài. Không có không. Anh hát hay quá. 5-6. Ủa mà xưa giờ anh hát anh có tập hát nhưng hát chơi vậy thôi hả? Không hát chơi vậy. Bởi vì mình hồi đó có lo chút xíu vậy nè. Dạ. Mình để dưới đường á, cái mình lan họ không có nghe. Mình cái mua cái thùng rất bự vậy nè. Dạ. Cái em cho nó bán thùng bự mình la lên. Nhưng mà mình la lên mình cảm thấy nó cũng có ngẫu hứng, mình ca ca vậy đó. À. Thì mình cũng ca đựng cho người ta mua đó, như hồi sống người ta mua. Rồi xong anh mua... Cái này á, thì mua 700 ngàn. À, mua 700 ngàn. Bị người ta bỏ rồi mình mới mua lại 700 ngàn. Sửa lại cũng hết 100 ngàn á. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn. Nên năm nay bày mấy bảy bịch phải không? Dạ, bảy bịch anh. Bảy bịch nhiêu anh? À, cũng hơi nhiều. Nhiều anh nói thường nhiều. Thường thì bán 15 thôi, anh bán anh 10 ngàn thôi. Trời.
15 bán 10 ngàn hả? Thấy anh vui vậy. Là 7 bịch 10 ngàn. Thôi dạ, em đưa anh 100 ngàn đi ha. Dạ. Đúng không? Dạ cảm ơn. 705 là đúng đúng không? Dạ đúng vậy đúng à. Vậy thì còn nhiêu bạn? Dạ. Dạ. Nhưng mà anh bán tới chừng nào đây anh mới đủ anh về. Dạ. Cảm ơn ạ. Để em gửi anh luôn. Dạ. Rồi. À. Rồi đủ dạ ha. Dạ. Cảm ơn ạ. Dạ xin chào về. Em dạ tưởng là anh bán mứt dừa ở đây luôn. Em tưởng anh bán mứt dừa ở đây luôn thì mà anh tự làm thì em làm cho anh một chương trình em tặng anh á, tiếng rau, tính làm tiếng rau. Nhưng mà thôi chứ anh về Cà Mau đúng không? Giờ anh đủ tiền là anh về Cà Mau. Giờ đi dài dài vậy đó, về xin tiền, đúng là đi dài dài xin tiền bà con về trước. Dạ. Chứ đi bây giờ là giờ ở đây lấy mất về bán tiếp. Qua gì nữa đâu. Rồi anh ở đâu? Hả? Tối ngủ đâu? Đóng giỏng. Ngủ giỏng hả? Dạ. Ngủ giỏng nó có 10 nó bỏ ra có 15 ngàn hoặc 20 ngàn thì nó ngủ giỏng đi về Cà Mau đi 5 ngày thì về tới Cà Mau. Ừ. Nhưng mà giờ về Cà Mau hả, cần nhiêu tiền là về được? Nếu mà về Cà Mau thì theo kinh nghiệm là đi bận lên á thì chỉ có 1 triệu mấy thôi. Dạ. Mấy không có nhiều hết trơn mà tại vì mình tức là giờ anh khoảng ăn uống nhiều quá. Giờ khoảng 1 triệu nữa là anh về được không? Về được rồi đủ tiền về không? Chắc chắn là về được rồi. Được không? Dạ được, chắc chắn. Giờ em gửi anh 1 triệu anh về quê ha. Dạ, vậy thì không dám bởi vì lấy cái gì mà đành đó anh được. Không thì bữa nào em xuống dưới, bữa nào em có về Cà Mau thì dạ, em mời anh ra anh hát chơi thôi. Dạ được. Dạ được, sẵn lòng, sẵn sàng. Nếu mà anh giúp đỡ tôi vậy thì cho dù anh kêu tôi vào dầu sôi biển lửa vậy tôi cũng... Thôi trời ơi, đâu có, đâu có. Này cái duyên, này cái duyên em đi gặp dạ, anh thôi. Dạ. Vậy thôi, nhưng mà chắc chắn là 1 triệu là anh đủ về đúng không? Dạ đúng rồi, về 1 triệu là đủ về, chắc chắn luôn. Đủ về không? Dạ. Rồi chắc chắn nha. Đừng có ăn sang, đừng có ăn bậy bạ thì... Rồi đi từ đây về 5 ngày, chạy cái xe này 5 ngày. Dạ 5 ngày. Có những cái chuyện mà, thì... đúng không tin được. Dạ, đúng rồi. Thôi giờ thôi em gửi anh về đi. Rồi thôi em còn cũng không còn nhiêu tiền hết hôm nay. Mấy đứa kia nó dụ mấy đứa đây em gửi anh. Dạ. Rồi. Dạ rồi sơ cua thêm cho anh 500 nữa nha, đủ ha. Dạ. Rồi, sơ cua 500 đó. Tôi không biết giờ. Dạ, em còn đường về, dạ, em còn đường về, em còn nói cái lời gì để dạ không có gì đâu anh, dạ, nói chung là có duyên tại thấy anh hát hay quá. Dạ. Thôi chắc xin anh thêm bản nữa đi. Xin bản dạ thôi. Dạ. Xin bản gì? Bản gì? Bài gì cũng được, anh thích bài gì anh hát tặng em với khán giả là tặng anh là cái bạn gì. Nhưng mà phải cái YouTube mà cái để tôi cái điện thoại mở ra cho tôi. Dạ anh cứ mở đi, tên là anh mở vậy. Dạ. Ủa mà nãy giờ nói chuyện quên tên, không biết anh tên gì luôn á. Tôi tên là Lê Minh Quân. Lê Minh Quân ở ấp Hòa Thạnh, xã Lương Hòa, huyện Nhồng Trâm. Ơi, em có một con nó cùng tay. Còn nguyên nguyên nội là xã Khánh Bình Đông, huyện Nhân Thời, tỉnh Minh Hải. Anh cho em diện kiến dung nhan anh chút xíu được không? Nhìn thấy anh cái giọng nói anh thì nghe rất là hiền, rất là. Dạ, đâu có gì đâu. Dạ. Không nếu mà ra anh ngại răng cộ quá thì thôi, trời ơi, quá. Dạ. Không nhưng mà em nghĩ anh về Cà Mau anh làm gì đi. Dạ. Yeah. Anh. Sao? Anh về Cà Mau anh buôn bán gì đi, có gì em xuống em làm cho anh một yeah, một chương trình tiếng rau. Vậy thôi để đợt sau ha. Rồi. Để anh hát bài gì ha? Anh hát bài nữa. Ủa? Bây giờ sẽ hát luôn. Vậy thôi một chuyến bay đêm đi. Một chuyến tàu đêm. Một chuyến yeah, bay đêm. Rồi, yeah, một chuyến bay đêm hả? Bay đêm karaoke rồi. Ở đây là Phú Hữu hả, phải không chị? Ấp Phú Hữu, xã Hữu Định. À, ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, Bến Tre. Đây là quốc lộ 50. Hôm nay mình tình cờ mình đi trên đường đi về, mình đi ngang, mình thấy anh, chú anh Quân, anh Lê Minh Quân. Năm nay ảnh 60, năm nay 64, 65 tuổi, lớn mình đúng 10 tuổi. Đúng là cái duyên.
Thấy anh đứng ngã tư anh hát hay quá trời đất luôn, mình quay lại mình lại thấy anh bán cái cầm cái gì trên tay, mình nghĩ anh bán mứt. Và đúng thiệt anh bán mứt dừa. Banh số tấm cho sao đẹp đẹp á. Chắc sẵn em anh biết bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre không? Cũng chưa hát qua lần nào. Thôi em với anh sẵn đứng ở đây mình xông ca. Hoặc là mình dạ em với anh hát bài tặng cho bà con Bến Tre rồi chào tạm biệt. Dạ. Người về Cà Mau, người về Sài Gòn. Dạ. Dạ dạ, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. À, quý khán giả, bà con bác thân mến, bà con bác thấy mình rảnh dễ sợ không? Đó, đi làm lo đi làm, cái xong cái ra đứng giữa đường, đứng ngoài đường cái hát dạo. Hát dạo luôn á, đây là cái hát dạo luôn nha. Dạ, mứt dừa đi, dạ mứt dừa của chú Quân Cà Mau đi, dạ. Nay mình mà... Dạ, bán lại, mua đi bán lại. Nãy mình mua 15.000 bịch, giờ mình bán lại 150.000 bịch. Đầu tư cái này mau giàu lắm. Và xin mến gửi đến quý khán giả một Bến Tre
bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Dạ, bài này thì Khương Dừa hát hay hơn, nhưng mà còn con Lâm Anh thì chưa hát bao giờ, cứ hát thử. Ủa, chắc chắn này có dừng tông nữ hả? À, phải bây giờ. Vậy chân ruốc bầu lá thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi hương quá đồi, mùi tình lục nhân tiên, đúng không anh? Dạ, quá hay luôn. Đợi ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về, lòng quá như con nước lên đến vào trong mong nhớ, dịnh Bến Tre bồi hồi lòng muốn theo người ơi. Dạ khúc này không rành. Bầu sáng pha rạch miếu vô chợ giữa nhớn nhớ, về Trúc Giang đang chờ hay về Cù Lao ốc trăng mơ, tức bàn chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương. Bầu sáng pha rạch miếu thăm trực cũ Nam Phương, lừ lắc xe thô hà một vàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bên gót năn nỉ hoài không nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười Bến Tre. Dạ rồi. Quá hay luôn. Dạ, rất là hay. Dạ rồi, dạ. Dạ, nói chung là cũng mức vừa cũng hết rồi, cho nên với lại bài này cũng thuộc có nhiêu đó thôi. Dạ. Dạ thôi, thật ra thì mình hát một đoạn Phải Lòng Con Gái Bến Tre để gửi tặng cho các cô các chị và đặc biệt là bà con cô bác ở Bến Tre, với lại cũng là một cái kỷ niệm với ông anh và anh Quân, mà là một cái điều rất ngẫu nhiên. Anh tên Minh Quân, là con trai út của mình, Tiger nó cũng tên Minh Quân, nó rất là ngẫu nhiên luôn. Dạ thôi, cái này kỷ niệm nha anh, lúc nào anh lên YouTube anh coi lại nha. Dạ. Rồi có dịp em về Cà Mau thì em kiếm anh ha. Dạ. Dạ chút xíu em xin cái số điện thoại của anh nha. Dạ. Dạ rồi. Thôi chúc anh thượng lộ bình an, anh về nha. Dạ. Về mạnh khỏe nha. Dạ. Rồi nhớ dạy cẩn thận nha. Dạ. Dạ xin chào tạm biệt. Dạ. À, quý vị khán giả thân mến, thì đôi lúc cuộc sống mình vậy, mình thấy mình nhiều khi mình hơi lãng nhấp vậy đó, nhưng mà mình thấy nó vui. Dạ. Dạ. Thiệt sự luôn, đôi lúc là cuộc sống mình nó cũng chỉ như vậy thôi. Rồi xin gửi lời chào đến tất cả bà con của bác Bến Tre. Dạ lâu quá chưa có xuống Bến Tre làm chương trình gì hết. À, hẹn gặp lại. Được không chú ơi? Ok, dạ. Cái trống nha, cái trống nha chú. Mang ai xin số của chú. Bữa nào về Cà Mau lại hả? Dạ.